này chỉ mang tính chất vui vẻ, giải trí, không cổ suý hay cổ vũ cho những hành động xấu nào đi ngược với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Khó lắm rồi. Rồi, ok. Nói chung là mang mù cay thu hết tất cả mọi người. Yeah, mang mù cay thu hết mọi người. Ủa? Có à, mù thấy ai ta? Mùi thấy ai đó, nhưng mà mùi không thể nói được. Rồi, 1, 2, 3, thử nha. No! Trời ơi, lúc mà nói đây Camui hả? Ok, giờ Camui mới trốn thiệt nè. Em ở trong dưới này là đi ra, chị không muốn lãng phí một lần đập được. Đây nha các bạn nha, các bạn thấy nha là Camui đã thấy Kairon rồi nha mọi người. Ủa, lúc mà làm sao có thể? Ủa? Chị là hai cái luôn, là người đầu tiên. Người đầu tiên. Xin chào ạ. Là hả, bí mật cái gì là bí mật? Đây đây đây, đây cái khu này, khu bên này chứ không dùng này. Xong rồi, để Sim ơi, Sim. Quá. Em ra như khu nhà bếp của em đi. Em biết rồi, trong vấn đề là em. Quá. Em biết cái gì? Ủa cái gì vậy? Em biết cái gì? Ủa, vào cái gì vậy? Em lỡ đập nhà Sim vậy, em lỡ nhà đập nhà Sim. À không, đây là chuyện bình thường mà, cái gì đâu mà lỡ đâu em, bình thường mà. Cái lúc mà nhớ. Nhớ mà mọi người qua bên này nè. Mọi người qua bên này nè, Sim ơi, em còn để khó hỏng này luôn hả? Em ủa, thật luôn. Quay vậy, xin hay vậy. Cái này là cái cầu thang ấy, nhưng mà xin lỗi chưa có thấy sao. Ở chỗ này, cái chỗ nói chung là có bạn mà em định làm hồi bí mật, nhưng mà em chưa làm xong thôi. À, chưa làm xong hả? Trời ơi, đây là chưa làm xong nha mọi người. Trời ơi, cái nhà có hai cái phòng và bảo là chưa làm xong. Trời ơi. Sim ơi, cái khu đó nếu mà Sim không xài á, Sim cho cai cũng được. Cai lên đó, cai quay, cai xây kiểu bữa tiệc rồi sở thú đó cũng được. Từ từ để Sim xem là tầng cai. Ồ ha, khoan. Đây là cái phòng của cai và Sim ngay cạnh nhau mà. Cai chỉ cần xuống một tầng là xong rồi. Là xây xuống luôn á. Cai chỉ cần xây nguyên một cái đường thông xuống cái là cai có nguyên cái sở thú bên dưới. Ôi được hết. Hay dữ vậy. Xong rồi nhà Sim sẽ bốc mùi lên đó. Xong rồi mùi từ đâu ra không biết nữa. Mùi từ đâu á. Thôi kệ đi. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu với trốn tìm của chúng ta thôi. Và bây giờ đây chúng ta chỉ có 4 người thôi. Nên là thời gian của chúng ta sẽ từ 4 phút chúng ta giảm còn 3 phút. Và chúng ta chỉ được đập 3 món nha mọi người. 3 phút 3 phút rồi nha. Only 3 phút rồi nha. Ok. Và bây giờ rồi ok. Mọi người phút. Cho Sim, nhà Sim cho Sim mở bát đầu tiên. Sim sẽ là người đi tìm chỗ này. Ok, let's go. Sim là người đi trốn. Sim là người đi trốn. Rồi, bây giờ đến Sammy đi. Sammy. Em nghĩ là sau Sim thì không thể nào là em sẽ làm người đi tìm. Tại vì em đã. Em sẽ làm người đi tìm thôi. Đi tìm. Trời ơi, cái gì á, mình á là mình mạnh mẽ lên, mình lớn rồi, ok. Đúng rồi, mạnh mẽ đi. Oh my god, quả vừa rồi mà Sammy gặp là cho thành người đi tìm rồi. Nhưng mà cái ơi. Ủa cay. Ủa cay chuồn nhanh đi cay. Ủa cay chỉ là người đi tìm thôi mà có gì đâu mà em buồn em khóc. Em biết tại sao. Cái ý của em á là em thích lắm. Gì vậy? À, em thích ạ. À? Tại vì ngày hôm nay ai cũng sẽ làm người đi tìm thôi. Sammy sẽ làm người đi tìm. Tôi chấp người mà. Ok, bây giờ chúng ta cùng lấy đồ và đi thôi nhỏ, đi trốn thôi. Rồi bây giờ là đi ai chốn. Ra cay, cay ra ngoài cầu thang đi cay. Cay đi ra ngoài đi. Cầu thang đi. Ngồi ra tới tận cửa đây luôn hả? Rồi thì đi ra ngoài đi là để cho người ta còn trốn. Ok, bây giờ chúng ta cùng trốn nha. Rồi, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu trốn thôi. Biết trốn đâu bây giờ trời.
ok, chỗ này được rồi. Chỗ này. Tôi biết chỗ trốn của tôi rồi nè. Đó, tôi sẽ trốn. Oh my god. Đây, tôi sẽ trốn ở đây. Xong rồi. Xong rồi. Sim xong chưa? Sim xong chưa Sim ơi? Xong rồi. Rồi, ok. Tới lúc mà bây giờ mình sẽ đi kiếm rồi. Và thời gian của Kylon bắt đầu. Trời ơi, có 3 phút thôi hả? Quá dễ. Đúng rồi, chỉ có 3 phút và chỉ được đập 3 món đồ. Nhớ là backup nha, nhớ là giữ lại món đồ nha. Rồi, cứ nghe hình cái là gì ta? Hình cái là nhà của Sim cũng nhỏ nhỏ, thì kiếm cũng dễ cũng được. Đúng rồi, chỉ có duy nhất 2 phòng thôi nha. Game mod 1. Kylon tìm được mấy người đây ta? Ở trong cái boss round này có ai không vậy? Trong boss round này có Camui không ta? Bây giờ Camui cứ trốn ở trong cái chỗ này không à? Không phải, nhưng mà cho hỏi cái boss round là gì? Boss round á? Tiếng Việt nhưng không phải tiếng Việt. Chị tưởng em đọc tiếng Anh á. Boss round như kiểu là cái bảng á. Chị tưởng là thế hả em? Em tưởng là gì ta? Gì ta? Hình nền nó chỉ background. Em background là boss sao trời. Mình đọc hay quá sao mà mọi người nghe lầm hết trơn luôn rồi. Ở trong phòng bếp hả? Phòng bếp không có ai nè. Sao mình kiếm nãy giờ mà không biết không có ai nè. Còn 2 phút. Ủa sao nó nhanh quá vậy? Ủa chỉ có 3 phút thôi ông nội. Nãy giờ qua 1 phút thì bình thường mà ông nội Alo. Trong cái kệ sách này có ai không? Không. Ủa sao mình nhìn cái nhà của Sim nó đúng nhỏ luôn á. Bây giờ đi kiếm đúng khó ta. Em biết tại sao không? Tại vì mặc cái đồ nó nhỏ. Nhưng mà nhiều đồ nhỏ. Nhiều đồ nó nhỉ. Chẳng qua là Simmy biết cách sắp xếp mình cho làm sao cho nó thoáng thôi. Hello, somebody in here. Khoảng 1 phút rưỡi. No one here, please. Đâu rồi, mọi người ơi. Mọi người. Mọi người ai? Mọi người làm gì vậy nào ơi? Mọi người dưới nữa hả? Không, ai người đi xuống dưới nữa không thôi. Ở ngay cái chỗ này có cái cây kem nè, có ai không ta? Đúng rồi, chắc là có người ngồi trong đấy đó cay, đập đi cay. Đi trong đó cay, một, ai không có ai hả? Ủa tin thật hả? Ủa tin thật cay. Giờ em ơi, gửi ơi. Còn 1 phút, ai chị đang chỗ của bếp. Chị, trời ơi, khó chị có một bếp, chị có một bếp. Chị đang ở tủ, chị đang ở bếp thôi, chị đang ở bếp thôi. Ở bếp đúng không? Ok, ở bếp. Trời ơi, người ta gọi ý chị là một cái tủ như thế, không tìm... Ủa, gì vậy? Ủa? À, không, em đập TV chị, em nghĩ... Cái tủ đúng không? Cái tủ nè! Chơi đúng không? Cái còn một phát đập! Ta hết phát đập rồi mà đúng không? Rồi, ok, em lấy Camui rồi, Camui ra đi, Camui ơi! Thấy rồi, không có tin đâu bé ơi, không tin đâu bé ơi! Bé đang chạy lúc đó ở giữa đường mà mẹ bé hoặc đứng chị á bé! Em thấy rồi chị ơi! Em thấy lúc nào nào, ở đâu nào? Ở ngay cái tủ nè! Gợi ý của chị mà 19, 18, 17, 16, 15, cái lừa đó mày No. 4, 3, 2, 1, hết giờ. Trời ơi. Cái ơi, chị đây nè, cái ơi. Quay, từ từ chung. Đây. Ok, lấy cờ. Ôi, khó đây. Ok, Sim ơi, sửa đây bằng tôi đi Sim. Trời ơi, Sim ở trong đống bánh đi hả? Còn nhá. Ủa, hai người trốn cùng chị nhau đâu? Hả? Chị em ngủ đây, em ngủ đây, chị ở đây nè, tôi hello. Trời ơi, khó gì vậy? Chị ở dưới đây nè. Ui, khó đây. Phải đập á, cái mưa đập, phải đập á. Không, thật ra cái này dùng cái kiểu nhìn lách á, vẫn nhìn được nhưng mà nó hơi khó thôi. Khó lắm luôn á. Rồi, ok, nói chung là màn mồ cay thua hết tất cả mọi người. Yeah, màn mồ cay thua hết tất cả mọi người. Chúc mừng Kylon, đề nghị cho xin lại một cái kiếm ạ, Rồi, ok, bây giờ chúng ta còn, rồi Kylon đi rồi đúng không? Kylon ngồi xem TV đi Kai để bọn chúng tới tiếp nào. Rồi, ok. Bây giờ đến Sammy, Camui và Simmy thì lúc nãy là Sam chưa gạt. Mời Sam đầu tiên luôn. Tôi không thể nào là người dính được. Bye một. Mà chắc chắn. Mà nó là chắc chắn. Mày á, cũng mày á, được đó. Camui là chị chưa gạt, Camui chưa gạt, chị chưa gạt em ơi, chị chưa gạt. What? Chị chưa gạt. Bây giờ đến lượt chị gạt. Gạt. Ok, em muốn làm người đi kiếm à. Nhưng mà yên tâm, bây giờ hoặc là chị hoặc là em thì nó cũng là như nhau thôi. Ok, 3, 2, 1, Camui liệu có thể là người đi tìm hay không? Đó, chắc chắn là Camui sẽ là người đi tìm. Không phải á. Đi chó. Tức là Simmy là người đi tìm. Oh my god. Ok. Và bây giờ chúng ta cùng tìm chỗ trốn nha. A few minutes later. Ok, bây giờ mời Sim đi tìm. Ok. Bắt đầu.
tìm được là bột lắm đó. Ủa, ý chị là sao? Chỗ này rất siêu đơn giản luôn, basic luôn á. Ủa? Tức là sim mà không kiếm được có nghĩa là sim non đó sim, ý là vậy đó. Mọi người ơi, mọi người thấy gì nè mọi người, tôi thấy ai đó. Ủa? Có à, mới thấy ai ta? Mới thấy ai đó, nhưng mà mới không thể nói được. Thấy thiệt à? Mới mà nói thì lộ lắm. Thấy ngay ra nè. Đó, cái đó ở đâu vậy, cái đó ở đâu vậy? Cái ở ngay cái góc này đấy. Rồi sao ông lô sim lỡ đặt một bó rồi? Ốm ngực cá bôi. Dạ cay à, chị bảo chị thấy một người nào đó, chị thấy em đó. Ủa? Ủa sao trùng hợp vậy, em chị đều chốt cái này. Ủa, đúng không? Nhưng mà vấn đề là tại sao sim này nghĩ ra được đập lối hả? Chị sim nghĩ rồi, tại nó nghi ngờ thôi chị. Không phải, hay có khi nào mà sim lỡ tay không sim? My god, what? Em lỡ tay hả? Em lỡ tay, em cười, em đánh cay mà sao em đánh chị? Ủa trời ơi, đánh tay đúng. Trời ơi, bỏ quá cay ơi. Chị một mũi dao trong hai con tìm. Chị mà im lặng này đâu có gì đâu. Đúng không, rồi. Chị im lặng mà, nhưng mà ý là sim, đây là sim lỡ tay không, đập vào cái đấy. Đúng rồi, không rồi, phải là sim cố muốn đập. Mà này em định đánh cái hoa anh đào, xong rồi nó đánh thành cái gối em. Ủa, sao lại ở đây đúng không? Nghe bảo là Sam trốn chỗ nào ghê lắm ba. Nãy nghe bảo Sam trốn ghê lắm. Ghê lắm, ghê lắm. Ê, Sammy. Ôi rồi ôi, chị Sam ơi, chị trốn vậy thì ai chơi lại chị hả chị ơi? Cái chỗ này nó đơn giản, nó bây giờ chị gửi những cái game luôn á, này luôn. Trời ơi, chị Sam ơi, chị chơi vậy thì là ai mà lại được trời. Ai không lại luôn á. Trời ơi, không tìm được luôn. Tìm khó lắm. Tìm được. Ôi, khó. Oh my god. Thật là đáng sợ. Xong rồi. Tìm mà xin bắt đầu đi đầu rồi. Xin xong rồi. Ê, còn một phút xong rồi đi Sam ơi. Rồi cái chỗ của chị á. Nó màu trắng, trắng tinh luôn. Thôi chị ơi, chị ơi, đây chị gợi ý, thay đổi gợi ý nha, nhà xin toàn màu trắng không. Ôi trời, đây thay đổi nha, gợi ý nha. Gợi ý cho bạn thôi, gợi ý cho bạn thôi. Cái chỗ của em, theo góc nhìn của em không có một vật nào đang chết trơn. Đó, siêu lưng gạt. Trời ơi. Ờ, vậy ạ. Đúng rồi, cái góc này là không có một đồ, em tìm chỗ nào không có đồ trang trí là chị vô đó. Không có một món đồ trang trí luôn. Khó, không biết nữa. Ủa? Còn 10 giây. 9 8 7 6 5 Ủa? Ủa? Thấy rồi đúng không? Hình như là thấy rồi á. Ủa? Là thấy rồi á. Ủa? Là thấy rồi. Người ta thấy em từ nãy rồi á. Sao anh không nhìn thấy xem hả? Em thấy mà. Em biết rồi. Mọi người biết sao chị Sim tìm được Sam trong vòng 10 giây cuối cùng. Chị mà cái gì đó là nói cái kiến luôn là chỗ này không có chỗ nào trang trí hết trơn. Từ trong phòng này chỉ có ngoài này không có trang trí thôi. Nói vậy thôi. Hoặc là cũng có thể là ngoài này mà, nhưng mà chẳng qua là chúng cái góc đấy thôi. Chúng cái góc đấy thôi. Ngoài này cũng là gì có đâu, còn nhiều chỗ mà. Đúng là nhà của Simmy không? Simmy lại giờ rồi. Đây là nhà của Sim, đội cho Sim rồi. Ok, và bây giờ chúng ta thu lại một cái và ok đủ luôn. Đây, vậy tức là ở ván của Simmy cười chưa ít đề cũng như là cười á mọi người. Simmy tìm được hết. Còn cái đó không tìm được ai. Tìm cay ra môi luôn mới ghê. Không chị ơi, tại vì á đây là nhà Sim á, em muốn nhường lại cái sự hào quang đó cho Sim. Ơ lại nhường hả? Lại nhường nữa hả? Nhưng mà sao chống tay là cái gì? Em ơi, mình đừng nhường nữa đâu mà. Không thể. Trận đầu tiên mà tôi chơi tôi thắng liên tục mọi người, what the hell. Oh my god. Tiếp theo đến Sam và Cam ơi. Em gái tí của chị, em muốn gạt hay là chị gạt nào? Cái này chỉ có 50-50 thôi. Bây giờ em nghĩ về cái sự may mắn của em thì em sẽ gặp trước. Ok, mà em sẽ là người đi tìm trước nè. Chị đi tìm sau, chị sẽ là người cuối cùng. Em tin chị đi, chị là người tiên tri mà. Thấy chưa, chị bảo mà chị là người tiên tri, chị nói gì nó phải lắm. Đó, mọi người thấy không? Ok, là trốn thôi. Cái này không ngờ được nha, cái này không ngờ được nha. Sao đâu, sớm muộn gì á thì mình cũng phải đi tìm. Thì thôi giờ đúng mình làm rồi, sớm này một xíu cũng được. Đi tìm thôi mà, thì đâu. Còn mới nhất là người cuối cùng thích hơn. Trời ơi trời. Phải không, thật không? Ây, chị giống em á vậy. Không trốn được. Nhưng mà không trốn được. Cái chỗ này nó này, khó. Nó bị làm sao á. Để mình quyết tâm trốn được cái chỗ này cái nha. Meanwhile. Đúng không ta? Đúng luôn. Dạ dạ. Ok, xong nha. Thôi, quay ok, xong rồi tiếp. Chị xong rồi nha. Ai làm thì làm nha. Vô nha. Để xem coi mình tìm mấy chỗ cơ bản. Đơn giản. Từ từ để xem coi đây không có nè.
Bà mua chắc chắn thế nào? Bà mua chắc chắn thế nào? Ông chủ mấy cái chỗ bây giờ xuyên xuyên tường xuyên đồi đó, chỉ có vậy thôi. Nói chung là ông nói là mình chỗ một chỗ rất là cái chỗ của mình nghe theo dõi là sao? Mua chỉ có vậy thôi, mua chỉ có vậy thôi. Ok. Không hề nha, chỗ này chị còn đang di chuyển ở thôi nha, chị đang đi ở thôi. Chắc chưa? Chắc chưa? Chắc chị đang đi này, có camera làm chứng nè, chị đang đi luôn nè. Cái gì mà camera làm chứng mà làm gì? Mà đứng cho đâu mà sao ra? Chị đang đi luôn nè. Không thấy chị hả? Làm sao mà thấy được? Cái tủ sách này thật sự là có miếng coi ai trốn thôi. Mình có quyền đập đúng không? Chắc là không có ai đâu. Nha. Có chứ, em có ba lần đập, ba lần đập. Rồi, 1, 2, 3, đập. Thử nha. Trời ơi, lúc mà nói tới trời, lúc mà nói tới cái tủ sách là em nó bung bung rồi. Ngày trước chơi cái game này á mọi người, là hero team khi mà chơi á thì sẽ là kiểu nếu mà có ai đến cũng sẽ hồi hộp, kiểu sẽ kêu lên thình thịch, ôi đúng sẽ kêu lên. Còn không, bây giờ mọi người đều rút kinh nghiệm hết rồi, tất cả mọi người đều im lặng nếu mà có ai đó đến gần đó. Và đúng rồi, nên là bây giờ các bạn không biết lấy sự hồi hộp của bạn bè của mình nếu mà thấy bạn đâu. Và bây giờ thì còn 1:30 đấy nha. TG quay trốn ta, chắc không. À, có mấy phút nữa là ý à. Ca Mui lại trốn chỗ này à. Được. Nói cái gì ơi? Mui lại trốn. Em nói vậy thôi. Em nói vậy thôi chứ người ta đâu không biết đâu. Lại chỗ nào em ta? Đang đánh lừa, em đang đánh lừa ăn chứ không? Em nè, kem cho mát. Hết hồn má ơi. Để coi anh đổi chỗ. Tính là cài rồi cũng ác nha. Cài rồi không hề lặng cái chỗ nào đấy nha. Ôi cái chỗ của Sim cao thế. Cao thế. Ôi mà chị kiếm hôm nay chị gợi ý luôn. Ủa? Ê chị em gian quá à. Sao kiểu được em rồi. What the hell. Là em ở chỗ cao thật hả? Oh my god. Chị gợi ý luôn là chị đang ở chỗ Nhật Bản nha. Chị đang ở chỗ Nhật Bản. Xịp cái gì này? Xịp cái gì này? Xịp cái gì này? Xịp cái gì này? Lần đầu tiên tôi thấy sim cay. Em còn 2 lần đập nữa mà. Ok. 1. Thì tại sao có tần 4 đâu? Hay là có tần cái này mà em không đập, em đập đúng cách của chị vậy? Thì nói chung là em là người thuận cái phải đấy, em sẽ đập từ trái sang phải. Chị đây 1, 2, 3, 4. Ủa rồi. Mà nếu mà chị trốn bên này là chị thoát rồi đúng không? Đúng rồi, em sẽ đập 1, 2 em biết nè. Gì không? Đây là cái chỗ đầu tiên chị trốn xong rồi, lúc chị bảo chị di chuyển là chị đi di chuyển như này đó. Chị di chuyển như này luôn đấy em. Chị ơi, Simi giỏi rồi kìa, Simi giỏi rồi kìa. Simi đứng ở góc rồi nè. Ủa, em xin lỗi là tại em, không tại chị đâu, chị đi qua gì đâu. Tôi không thể cắt tại chị đâu. Nguyên rúa đây. Sim ơi! Xin lỗi nha, ba chuẩn bị biến thành nhan đây nè. Xin đi chuẩn bị biến thành nhan đây nè, Cairo cẩn thận nha. Sim đây, kiếm cẩn thận. Kiếm cái đây để chị kiếm nó không vậy. Kiếm mất rồi, Cairo. Trời ơi, mua. Rồi, ok. Ok, giờ Ca Mui em mới trốn thiệt nè. Ôi giời ơi. Bây giờ hứa nha, bây giờ em hứa em trốn thiệt nha. Mui, bây giờ chị có tin là dáng này là chị không kiếm được em không? À, em lại gáy nữa hả? Không phải gáy nữa, tại vì trước giờ là em nhường là cái hào quang cho chị thôi. Ok. Em vẫn nhường rồi, ok không sao. Ui, cái chỗ này tổng rồi chị ơi. Anh Nam Trân. Không ơi. Ok, và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu tìm thôi. Hello, các bạn đi với chị. Chị quay.
với bọn em này. Ủa sao ở đây có cái gì chảo rán luôn đấy? Đừng cho chơi. Cái chỗ của mình hoàn hảo quá đi. Trời ơi. Hoàn hảo sao đâu. Thiệt chị, hồi xưa giờ là em chơi á, là em sẽ kiểu hay coi là chị đang đi đâu. Nhưng mà bây giờ em đứng yên luôn, em đứng yên thôi, chắc cứu luôn. Ê nhưng mà chị thấy em rồi hả? Ủa sao thấy em? Lừa. Không thấy gì chơi quá. Oh wow. Chị nói quá chị. Trời ơi, Sam hay rồi, Sam đập xong Sam không backup lại về luôn. Sam hay quá Sam ơi. Rồi cái tủ ở đây nữa nè, rồi bây giờ tôi lại được lại thế, xong mọi người lại bảo tự nhiên tôi mà win là mọi người lại bảo tôi lại thế là không ra gì, được cái tủ đông ngay chung lại đâu chị. Gì đánh bại cái đó giúp em được rồi. Cay quá. Ok em chờ chị em chờ chị, em chờ chị, em chờ chị. Tôi không thể ngờ được cái tủ trốn tuyệt vời vậy mà không dám tiết lộ. Làm sao em coi ơi, ra đi chị thấy em rồi cay ơi. Chỗ đấy của em không tuyệt vời đâu cay. Non em ơi, em ở trong dưới này là đi ra đi, chị không muốn lãng phí một lần đập được. Đây nha các bạn nha, các bạn thấy nha là Cao Mui đã thấy cay non rồi nha mọi người. Ủa các bạn làm sao có thể? Ủa chị là hai cay luôn, người đầu tiên, người đầu tiên kiếm người ta. Em ơi, bóng F5 hả? Ui rồi, trời người thông minh của em tính ra đấy là cái nhiều góc mà mình làm luôn á. Đúng rồi các bạn. Em chưa giờ làm. Ai vậy hả? Bảo sao nãy em không thấy hả? Sam mà Sam nhai xong đi Sam ơi. Nhai xong rồi em nói đi em. Lớn rồi mình ý thức lên đây. Thủ với chị em mình nhưng mới với Kai, hiểu không? Cũng với chị em mình nhưng mới với Kai. Một kiến thức mới đã được bổ sung. Đã được tiếp thu. Để coi Sam đi cùng. Nhanh lên nào. Trời ơi, tôi còn ở đây. Sam với Sam sẽ đang ở đâu đây? Chiến thần này trốn ở bị bro. Yeah, đúng rồi. Ôi ôi khó đấy, cái chỗ của Sim khó đấy. Cảm ơn khó Sim khó nè. Chỗ của Sam. Cái chỗ của Sam á thì Bui muốn em gửi ô mua cho em 50.000 đồng. Đã không khác bây giờ tao đâu. Hoàn toàn bây giờ còn bây giờ còn gần phút này đến lúc gợi ý rồi nè, đến thời gian gợi ý rồi nè. Ok, em trốn ở bếp. Em trốn ở phòng khách. Ok. Sao nãy giờ mình tìm hết cả bếp cả phòng khách rồi mà không thấy ai nhở? Ủa? Trời ơi, chị phải tìm kỹ vậy. Tôi thấy Mui đi qua quá trời mà tôi thấy buồn quá, Mui không tìm ra tôi buồn quá sợ. Ở đâu ta? Muốn nhìn con trong tim chị đó. Đây là đến lúc là để chúng ta phải đập rồi, ok. Một đây à, đập trúng cái chảo rồi, đập trúng cái chảo đây đây TV. Ok, hai không có, còn một cái nữa, còn một lần đập nữa sẽ đập đây đi, không có lần đó. Ok chịu rồi đó, chạy là chịu rồi đó. Chịu rồi Tơ, nhưng thôi, mà vẫn còn 20. Chưa hết giờ. Tìm. Thôi đi, thi đùa. Sao quay ám hiểu? Ám hiểu. Xong rồi, lú rồi, mui lú rồi. Lú với mình. Xong chưa? Cái gì vậy? Có chuông mà. Hết rồi đó. Yếp hết giờ. Mọi người ở đâu vậy? Máy giặt hả? Ủa? Em mở cái bàn gì ơi. Ủa, máy giặt, trong máy giặt đó hả? Dạ. Còn Sam ở chỗ nào? Không cách chị ơi. Hả, ở đâu? Đây, ở đây cái bàn cái chỗ chị ơi. Cái bàn Sam ơi. Hả? Đây là chỗ phòng ngủ em ơi, phòng khách ở bên này nè. Phòng khách đó. Ủa em, khách phân biệt là phòng khách và phòng ngủ không ai? Đấy, em nhìn cái chân bàn em từng ồ phòng khách. Ủa em, không phân biệt là đâu là khách và đâu là ngủ không em? Chắc là sao cho có thể nhầm lẫn. Có khi là có khi là nếu mà kiếm chưa chắc Camu đã kiếm ra được mọi người ạ. Nhưng mà mọi người biết người hôm nay thua, từ để các bạn comment đi, ai là người không tìm được ai khi làm người đi tìm, dạ, là ai cây là người thua cả 300 dạ. đây em ạ. Cái này là một mình cai chiến với hội chị em và kết quả là như nào thì các bạn cũng biết rồi đấy mọi người. Hôm nay nếu không cần làm mình bị xài xế quá. Đúng rồi, rất là tiếc hôm nay Phong cận đi. Cái này các bạn là Phong cận đi đâu, ta đi để co phòng đó, đây là thiếu một người, nhưng mà ok là đó là đi đâu mọi người.
người tiếp theo các bạn ta mua chuối tiên ở bên sau các bạn ba mươi chuối tiên nha. Vậy hẹn gặp lại các bạn sau các bạn nhớ nha. Bye. Ủa ngừng, ủa Sim ơi, chỗ này lúc nãy chị để đổ nước em chặn hả? Đâu, nó chặn đâu nãy cây xả chị, xong nó đâu, cây xả đâu, Sim chặn đó. Sim chặn lại đi, người ta để nước là nước á. Trời, Sim quên luôn á trời, nãy ngay Sim chặn á. Hay quá Sim ơi, đỉnh quá Sim ơi, trời ơi trời. Nó bị lỗi chuột hay sao á, em phá không được. Em phải không, thật không? Oh my god, I hate myself. Cái gì đây? Ok. Sao uống mút mút mà cảm giác uống thuốc vậy đó. Ai đâu uống rồi gì đây, đừng lọc cọc cái luôn, nghe lọc cọc quá. Alo alo. Ôi tôi đi mọi người. Alo. Đây em tắt mất. Tha đi ạ. Em bật lọc âm là nó phải.